lời chào đến toàn thể đại gia đình nhà mình ạ. Xin kính chúc anh trai chị gái nhà mình sức khỏe dồi dào mà công việc thì anh thông thuận lợi. Ngày hôm nay bên em vừa xong 3 mẫu tác phẩm cụ xin lạc được làm trên là chất liệu gỗ bách xanh Mộc Châu Sơn La. Đấy, với cái mùi hương thơm ngát của nó rất dễ chịu luôn. Và hình tượng Phật Di Lặc là một vị Phật ở tương lai. Ngày mai một biểu tượng của sự xả và sự quan hệ ở đâu người đó là chúng ta cùng cửa hàng nhân tồn tại trong cuộc sống chúng mình ạ. Và theo mã thứ tự em sẽ đánh từ số 1 đến số 3. Vâng ạ, đầu tiên anh chị mình nắm cho em mã số 1 nhé. Đấy, với chất gỗ to gỗ mịn, già, chất độ bền gỗ cao, đục cực kỳ là tuyệt vời luôn ạ. Đấy, với khuôn diện mặt của ngài phúc hậu hiền hòa, tròn trịa này. Đấy, những cái chẳng hạt này. Đó, 10 hạt thì 1 các bạn ạ. Đấy, vân gỗ này chìm các bạn ạ. Và những cái nét gọt này cực kỳ là sạch sẽ luôn ạ. Những cái giải lơ này. Đó, thắt nút lại rất là mềm mại, rất tha luôn. Những em bé tiểu đồng rất là ngôi ngô tuấn tú luôn. Đấy, và tác phẩm này có cả bao tải tiền ạ. Chế tác là 3 triệu đồng, có trai, có gái, có lết, có tẻ các bác nhá. Đấy, bên dưới này các bác ơi cùng ngắm giúp em này, có cả cụ nhân sâm cho em ạ. Đấy, và lại những bông hoa kim tiền này, làm rất là kỹ càng. Và tác phẩm này có kích thước là cao khoảng cao 80, ngang là 33 và độ sâu của tác phẩm là vâng ạ 32 cm các bác nhá. Đó là mã số 1. Vâng ạ, mã số 2 các bác ơi, cũng là một hình tượng cụ Di Lặc. Đấy, tác phẩm này là cụ đang vác một bao tải tiền và vâng ạ, đấy, đang phục một bộ cấp thiềm thư chiêu tài tiến bảo gia chủ ạ. Cũng làm rất kỹ càng, rất là mềm mại thức tha luôn. Đó các bác ngắm này. Đó, rất đỉnh cao luôn anh em ơi. Vâng ạ, và tác phẩm này có thông số kích thước là cao 66, chiều ngang sẽ là 38 và độ sâu của tác phẩm là 23 cm. Đó các bác nhá, đó là mẫu số 2. Và cái mẫu số 3 này các bác ngắm này, size cực kỳ là to cho em gái ạ. Cụ này chế tác là 3 triệu đồng. Đó, và được cái phôi gỗ cực kỳ là to và dày dặn luôn, sụn bách luôn cho em gái ạ. Và cụ đang vâng ạ cầm một cái cành đào mang một biểu tượng của sức khỏe và sự trường thọ. Xung quanh là có những cây lấm linh chi ngàn năm tuổi mang lại chúng ta vâng ạ cái sự vâng ạ may mắn cũng như là sức khỏe các bác ạ. Cụ ngồi trên một lối tiền của cải chiêu tài tiến bảo ạ. Và các bác cùng ngắm cho em cái nét mặt cũng như là em bé tiểu đồng này rất khôi ngô tuấn tú nhá. Nói bằng này, điêu khắc cực kỳ là tinh xảo nghệ thuật luôn, gỗ sụn bách cho em nhá, bách già đấy ạ, cực kỳ là chất các bác ơi. Mọi ngắm này từ những cây lấm linh chi thôi, làm rất là kỹ càng. Đó, và tác phẩm này những em bé tiểu đồng rất là xinh xắn đáng yêu luôn. Đấy, và mẫu số 3 có thông số kích thước là cao 55, chiều ngang sẽ là 93 và độ sâu của tác phẩm sẽ là bằng ạ 35 anh chị mình nhá. Và để biết thêm thông tin chi tiết về 3 mẫu tác phẩm này, anh chị mình có thể liên hệ qua hai đầu số hotline của bên em, đó là 0333462357 hoặc 0981817345. Và xin chào, hẹn gặp lại anh chị mình trong các video lần sau ạ.